gì mà đành gian dối, em không hề kết tội anh đâu. Chuyện tình không vẹn véo nếu làm chi, em cũng như anh chưa vui được gì. Chẳng thà đợi ngã em về trong tình duyên mới anh, còn anh đi cứ giờ là sao. Duyên kiếp đôi ta từ đây thôi bé bạn, kỷ niệm trong tình trong đêm chờ sẽ đổi thay và tình yêu xóa mờ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.